trong hành lang cũ kỹ tôi khởi dẫn bạn gái mới quen gõ cửa nhà cha mẹ mẹ con theo yêu cầu của mẹ mang bạn gái về rồi ở đâu cho ta xem một chút lầu bầu ngươi nhìn xem bộ dạng nàng có phải rất đẹp hay không vâng có phải rất có bằng cấp không vâng có phải ngươi biết rõ ngọn nguồn hay không vâng đã hài lòng như vậy rồi vậy sao anh còn không cho tôi vào cửa mẹ tô im lặng cầm chổi lông gà trên giá lên. Ta đánh chết tên tiểu tử thúi nhà ngươi. Trong hành lang nhất thời gà bay chó sủa. Từ thế kỷ trước xuyên Việt tới cao tài sinh thiếu nữ xinh đẹp gặp gỡ hiện đại trong nhà ngồi xổm lên chủ, lẫn nhau cãi nhau, rải thức ăn cho chó nhẹ hai kịch hàng ngày, lặng lẽ triển khai. Các bạn có thể thực hiện một cách tốt đẹp tiểu thuyết máu chốt. Xuyên qua đến nhà của ta thiếu nữ, đúng là mẫu thường khuê mật không đạn cửa sổ, xuyên qua đến nhà của ta thiếu nữ, đúng là mẫu thường khuê mật TXT toàn tập đao loa, xuyên qua đến nhà của ta thiếu nữ, đúng là mẫu thường khuê mật. Chương 1 Đi qua thiếu nữ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 1 Cô gái quá khứ lang thành Tháng 9, mưa thu liên miên Dây cửa sổ bị mưa gõ, tiếng mưa rơi lọc bọc lọc bộp không dứt bên tai Tô khởi mở hai mắt mông lung, nhìn ra ngoài cửa sổ thời tiết âm u ven đường đèn đường sớm đã sáng lên gió lớn gào thét mưa to cọ rửa đường phố tô khởi xoa xoa huyệt thái dương có chút ủ rũ hai ngày nay bị cảm cúng có chút sốt hôm nay khó có được ngủ trưa một chút không nghĩ tới một giấc liền ngủ thẳng đến trễ như vậy tuy rằng bây giờ còn có chút hỗn loạn nhưng nhờ có một giấc ngủ này sốt vẫn hạ lắc lắc cổ thả lỏng thân thể Tô Khởi đi ra khỏi phòng. Ngươi tỉnh rồi. Phòng khách tối đen vang lên một giọng nữ, giọng nói rất tự nhiên, giống như chỉ là chào hỏi rất bình thường. Lạch cạch. Ánh đèn sợi đốt chiếu sáng cả căn phòng, Tô Khởi liếc mắt nhìn về phía cô gái ngồi trên sofa loay hoay điều khiển từ xa, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nơi này. Là nhà tôi đúng không? Tô Khởi nhíu nhíu mày. Hắn nếu như không có sốt hồ đồ Chính mình hẳn là ở một mình đi. Đương nhiên. Khẩu khí của cô gái là đương nhiên như vậy, áo ngắn màu trắng hơi lộ eo, quần đùi cao eo xám trắng, bắt chéo chân, bắp chân tròn tắp nhoáng lên một cái. Tô khởi mí mắt nhíu một cái, không thể không nói thế giới này luôn luôn sẽ phát sinh một ít bất ngờ không kịp đề phòng sự tình. Thình Linh xuất hiện cảm cúng, không hề báo trước mưa to, cùng với hiện tại xuất hiện ở trước mắt hắn cái này mặt danh kỳ diệu cô gái. Tôi khởi đảo qua khuôn mặt mi thanh mục tú của cô, mái tóc ngắn đến vai tùy ý xõa tung, nhìn qua tuổi không lớn lắm, hẳn là cũng vừa mới lên đại học không lâu. Cho nên ngươi là ai? Sao lại vào đây? Tôi khởi mở miệng hỏi. Từ em không biết nên nói thế nào, chỉ là hư một chút, em sẽ tới. Cô gái buông điều khiển từ xa, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Hư một chút. Đúng, hư một chút. Tôi khởi hai tay chết mặt không chút thay đổi nhìn cô gái. Lý do vô nghĩa như vậy là cảm thấy hắn rất dễ lừa gạt sao? Anh từ đâu tới? Tô khởi đổi câu hỏi. Không rõ lắm, có thể là đến từ quá khứ, dù sao anh ở đây có rất nhiều thứ em chưa từng thấy qua. Đúng rồi, anh có biết tivi này mở như thế nào không? Tô khởi nhìn cô gái mân mê tivi, nói những lời hắn nghe không hiểu, yên lặng lấy điện thoại ra, bấm số hắn cảm thấy tinh thần cô gái này có thể có vấn đề gì đó. Kỳ quái, là dây tín hiệu không nối được sao, cô gái nhỏ giọng lầm bầm, đi qua lấy tay vỗ vỗ tivi. Cô nhớ lúc tivi nhà mình không có tín hiệu, quay một cái là tốt rồi. Đây là phương pháp hữu hiệu nhất, thông dụng trên toàn thế giới. Chỉ có điều lần này dường như mất hiệu lực. Tô khởi liếc nhìn chiếc hộp còn chưa mở máy, muốn nói lại thôi. Đại khái là làm nửa ngày, không có hiệu quả gì, cô gái buông tha mân mê tivi quay đầu nhìn thấy tô khởi đang cầm điện thoại di động đánh chữ đây là máy bb sao cô gái dường như chưa từng thấy thứ này có chút tò mò cái này gọi là điện thoại di động tô khởi không biết cô gái này nhập vai quá sâu hay là muốn giả ngay giả dại nhưng vẫn trả lời di động đại ca cô gái mở to hai mắt sau đó lại lắc đầu không đúng đại ca không lâu như vậy Người nói người đến từ quá khứ, có chứng cớ sao? Tô khởi lười giải thích, buông di động tìm về đề tài. Cô gái nghiêng đầu, vén tóc ra sau tai, nhíu mày suy nghĩ một chút. Em biết anh không tin, có lẽ chờ lần nào đó anh tận mắt nhìn thấy em hư một cái, anh sẽ hiểu. Nói xong, cô gái liếc mắt nhìn khay trái cây khô trên bàn trà, cầm lấy mấy quả hạnh phúc chính là bắt đầu ăn. Mùi vị không tệ, mua ở đâu vậy? ánh mắt cô gái sáng lên. Tô khởi nhìn cô gái như không có việc gì ăn trái cây khô, đã sớm tập mãi thành thói quen, không có bất kỳ sự lạ nào. Tự nhiên giống như nàng mới là chủ nhân của căn phòng này. Đừng là một tên tội phạm thường xuyên chứ. Tô khởi nhíu mày, có chút đau đầu, thế đạo này có phải có chút kỳ quái hay không? Vì sao xông vào nhà dân còn có thể đúng lý hợp tình như vậy? Anh không cần lo lắng, lát nữa em sẽ rời đi có lẽ là nhìn ra tô khởi hoang mang cô gái mở miệng nói tiếp chỉ là trong miệng bẹp bẹp cũng không nghỉ ngơi rời đi đúng cũng là hưu một chút tô khởi đã không muốn trao đổi mặc kệ cô gái này xuất phát từ mục đích gì vào nhà hắn cho dù chỉ là ác tác kịch cũng là hành vi rất ác liệt lại càng không cần phải nói còn ở trước mặt hắn cắn hạt dưa tán gẫu thật sự là không đem hắn để vào mắt cốc 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 tiếng gõ cửa vang lên cô gái dừng động tác trong tay lại có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua cửa bên kia tô khởi thì nhanh chóng phản ứng lại hai ba bước liền vọt tới vặn mở tay nắm cửa là anh báo cảnh sát hai người đàn ông mặc đồng phục xuất hiện ở ngoài cửa đúng tôi không biết cô gái kia là ai cũng không biết cô ta vào nhà tôi như thế nào người ở đâu ngay tại tô khởi quay đầu nhìn thoáng qua ngón tay đang muốn chỉ cô gái đột nhiên dừng lại chỉ thấy vỏ trái cây trong phòng khách tán loạn ném lên bàn trà, mà bóng dáng cô gái trên sofa kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Từ đồn công an làm xong ghi chép trở về đã khuya, Tô Khởi thật sự là không nghĩ ra một người lớn như vậy làm sao có thể mặc danh kỳ diệu biến mất ngay trước mắt. Anh và hai đồng chí cảnh sát lục soát mọi ngóc ngách trong nhà, đều không phát hiện bóng dáng cô gái kia. Không thể nào chạy trốn qua cửa sổ được chứ. Nhà mình chính là lầu 8A hơn nữa kiểm tra camera cũng không phát hiện tung tích cô gái chính mình thiếu chút nữa bị coi là báo cảnh sát giả cái quái gì thế có chút mệt mỏi mà tựa vào trên sofa nếu không là chút vỏ trái cây cùng trên sofa còn giữ lại chút cô gái ngồi đè ra lõm xuống tô khởi đều hoài nghi mình có phải hay không bệnh còn chưa khỏi thật sự sốt hồ đồ nhớ lại lời cô gái nói lúc trước hưu một chút một ý nghĩ quá mức hoang đường vẫn hiện lên trong đầu tô khởi lời cô gái kia nói không phải là sự thật chứ cô gái quá khứ xuyên việc đến hiện đại loại kịch bản mộng ảo trong tiểu thuyết này thật sự sẽ làm cho mình gặp được tô khởi nghĩ như thế nào thì không thích hợp coi như là thật nào có người vừa xuyên việc tới đây liền ở đây ăn không uống không cùng lão gia dường như không nên không biết làm sao mờ mịt bất lực mới hợp lý sao hơn nữa nàng tự hồ biết mình sẽ lại xuyên trở về, đối với chính mình xuất hiện giống như cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhớ lại biểu hiện của cô gái, Tô Khởi đột nhiên có chút suy nghĩ cực kỳ sợ hãi. Tên kia không phải đã tới nhiều lần rồi chứ? Hay là dưới tình huống mình không biết? Có một số thứ thật sự không thể nghĩ kỹ. Tô Khởi trong nháy mắt cảm giác tóc gáy mình dựng thẳng lên. Hỏng rồi, đêm nay ngủ không yên. Hết chương này. Chương 2 Tên của ngươi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 2 Tên của ngươi mưa to cả đêm cuối cùng cũng ngừng, buổi sáng mưa to đầu trời đặc biệt mát mẻ. Tối hôm qua quả thực là lăn qua lăn lại thật lâu tô khởi mới rốt cục ngủ, đến bây giờ còn có chút buồn ngủ. Nói thật hắn đến bây giờ còn có chút chưa phục hồi tinh thần lại, làm sao có thể mặc danh kỳ diệu toát ra một cô gái ở tiệm ăn sáng mua bánh bao sữa đậu nành bánh quẩy tôi khởi lên xe buýt hôm nay cậu còn phải đến nhà ba mẹ một chuyến tôi lập nghiệp cách nhà ba mẹ cũng không xa tuy rằng một người ở thành đông một người ở thành tây nhưng xe buýt cũng chỉ hơn nửa giờ lộ trình xuống xe đi tới cửa tiểu khu đó là một tiểu khu cũ từ khi tô khởi nhớ tới nay chính là ở chỗ này thẳng đến khi tốt nghiệp đại học bởi vì nguyên nhân công việc mới một mình chuyển đến chỗ ở hiện tại tiểu tô đến thăm ba mẹ à. Mới vừa vào cửa tiểu khu, Thẩm đại gia trong phòng bảo vệ liền nhìn thấy hắn, thò đầu ra chào hỏi. Tô Khởi cười khoác tay áo, liếc nhìn bảo vệ định trên bàn chén rượu. Thẩm đại gia, sáng sớm đã uống rượu đâu? Ha ha, uống hai chén nhỏ. Thẩm đại gia cười nhấp ngụm rượu. Ngài có cao huyết áp không, kiềm chế một chút. Được rồi được rồi, mẹ cậu nói tôi coi như xong tiểu tử cậu còn muốn giáo huấn tôi thật sự là thân sinh thẩm đại gia trừng mắt không kiên nhẫn khoác tay áo tô khởi bất đắc dĩ nhún nhún vai tiếp tục đi vào trong tiểu khu trên bàn cơm tô khởi cùng mẹ tô ăn sáng ba em đâu còn chưa rời giường tô khởi uống một ngụm sữa đậu nành thuận miệng hỏi công ty ba con có việc đã sớm tăng ca rồi mẹ tô lường tô khởi một cái tức giận nói, con tưởng là con sao? Lười biếng như vậy, ngày ngày ở nhà chơi bời lêu lỏng. Cái gì gọi là chơi bời lêu lỏng? Tôi ở nhà là công việc được rồi. Tô khởi có chút bất đắc dĩ cắn miếng bánh quẩy. Mang về nhà cũng lạnh, cắn có chút cứng. Chính là bà cụ gì đó. Đồ chơi kia có thể kiếm tiền sao? Dù sao trước mắt nuôi sống chính mình là không thành vấn đề. Tô khởi liếc mẹ một cái, Yên lặng uống sữa đậu nành Mẹ tô vừa nghe lời này Nhất thời không vui Buông đổ xuống Bắt đầu lại nhảy lên Con hiện tại một mình đương nhiên không cảm thấy thế nào Nhưng sau này con tìm được đối tượng thì làm sao bây giờ Vậy không đúng Tô khởi nhỏ giọng lầm bầm một câu Vì tô ghé tai Trừng mắt Con nói cái gì Không có gì Tô khởi trong nháy mắt sợ hãi Đã 24 tuổi rồi ngay cả yêu đương cũng chưa từng nói qua, nói ra cũng không ngại mất mặt. Không biết vì sao, hiện tại mẹ Tô đối với chung thân đại sự của Tô Khởi là đặc biệt để ý, đây cũng là nguyên nhân Tô Khởi hiện tại càng ngày càng không muốn về nhà, mỗi lần tới nghe đến đầu đều nhức nhối, không phải thúc giục kết hôn thì chính là nói chuyện đổi công việc. Đồ chơi này gấp cũng gấp không được, phải chú ý duyên phận có hiểu hay không. Tô Khởi xoa huyệt thái dương, có chút hữu khí vô lực thẩm đại gia ngươi năm đó chính là tin chuyện ma quỷ này nhìn xem hiện tại cuộc sống trôi qua thảm hại bao nhiêu a tình năm đó tuổi còn trẻ liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngay cả một trai một gái cũng không có những năm trước đây bạn già cũng qua đời hiện tại cứ như vậy lẻ loi một mình phàm là năm đó a tình sớm một chút kết hôn có con hiện tại thẩm đại gia tốt xấu gì còn có cháu trai làm kỷ niệm đại khái là trong đầu tưởng tượng mình lúc tuổi già lẻ loi nằm ở trên ghế nằm con cháu nhà người ta cuốn đầu gối, bên cạnh mình lại là cảnh tượng thê lương không một bóng người, mẹ Tô càng nói càng kích động. Tô khởi yên lặng cúi đầu làm đà điểu, không nói lời nào. Loại tình huống này đã rất quen, chờ mẹ nói đã nghiền liền xong việc, ngàn vạn lần không nên nói tiếp, bằng không bà liền càng hăng hái. Ánh chiều tà cuối cùng tiêu tán ở chân trời, tô khởi vẻ mặt mệt mỏi về đến nhà. Sờ sờ cái bụng đói meo, tô khởi không biết hôm nay mẹ mắc sai dây thần kinh nào, nhắc tới suốt một ngày, làm hại tô khởi cơm tối cũng không ăn ở nhà mẹ, tìm cái cớ liền chạy trốn. Đổi xong dép lê, mới vừa đi vào phòng khách, tô khởi liền nhìn thấy tối hôm qua thiếu nữ kia lại xuất hiện ở trên sofa, ngón tay đưa vào trên bàn trà bao bì trong túi cầm căng bách kỳ, nhét vào trong miệng. Tô khởi trầm mặt nhìn cô gái như chuột ham sơ, một cây lại một cây nhét bánh bích quy vào miệng, khóe mắt giật giật. Cái túi này hình như có chút quen thuộc khi hình như là ta mua bánh bích quy đi ở bên cạnh nhìn nửa ngày cũng không thấy thiếu nữ chú ý tới hắn tô khởi thật sự là nhìn không được mở miệng nghe được thanh âm thiếu nữ cuối cùng cũng dừng động tác trong miệng thoáng nhìn tô khởi đứng ở cửa hừ thiếu nữ chỉ là nhìn thoáng qua liền nghiêng đầu đi tự hồ không phải rất muốn phản ứng bộ dáng của hắn nhìn thiếu nữ này một chút cũng không có tật giật mình bộ dáng tô khởi có chút bất đắc dĩ ngươi đây xem như là đột nhập trộm cắp sao sao lại muốn báo cảnh sát thiếu nữ quay đầu lại trừng mắt liếc tô khởi sao anh biết tối qua tôi báo cảnh sát không phải anh chạy rồi sao tô khởi kinh ngạc nói không chạy chờ bị anh đưa đến đồn công an sao giọng cô gái nghe như mang thù ngươi chạy như thế nào ta không phải đã nói là hưu một chút sao tô khởi vỗ vỗ tráng có chút do dự hỏi. Ngươi thật sự đến từ quá khứ. Ngươi sẽ không cho rằng đêm qua ta là từ trên lầu leo xuống đi. Thiếu nữ dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn tô khởi. Tô khởi nghĩ nghĩ. Tôi cảm thấy lý do này có sức thuyết phục hơn là xuyên không. Thiếu nữ nhất thời nghẹn lời. Nói đi cũng phải nói lại, ta nếu ngay từ đầu liền tin ngươi cái này thái quá lý do mới là không bình thường đi. Tô khởi thấy thiếu nữ không có động tĩnh, tiếp tục nói. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói tự hồ là có một chút đạo lý, vì vậy gật gật đầu, sau đó. cúi đầu tiếp tục ăn bách kỳ. Nhìn lần nữa biến thành ham sơ thiếu nữ, tô khởi có chút không thể nhìn được nữa. Ngươi không nên nói thêm chút gì sao? Nói cái gì? Tự giới thiệu. Ví dụ như tên của anh. À, thiếu nữ ồ một tiếng, tiếp tục mặt không chút thay đổi nhét bánh bích quy vào miệng. Tô khởi. Một chữ tô là xong sao? Tiếp theo thì sao? Hắn đối với nữ nhân này thích đáp không để ý tới, lỗ mũi nhìn người thái độ thập phần khó chịu. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên, thiếu nữ đưa tay đem bao bị túi đưa tới. Đây rồi. Tô khởi ngẩn người, tiếp nhận túi đóng gói mở ra nhìn một chút, bên trong chỉ còn lại chút bánh bích quy vỡ, có chút nghi hoặc, không rõ là có ý gì. Không phải đều ăn xong rồi sao, trả lại cho hắn làm gì? Giúp ta ném một chút. Thiếu nữ tùy ý nói. Tô khởi mặt không chút thay đổi vuốt vuốt tay áo, muốn đem thiếu nữ ném ra ngoài. Đúng rồi, ngươi có phải rất muốn biết ta là ai không? Thiếu nữ mút ngón tay, hỏi. Tô khởi dừng động tác chuẩn bị ném cô ra ngoài, gật gật đầu. Cho tôi thêm bánh quy, tôi sẽ nói cho cô biết. Nhìn thiếu nữ nháy mắt dí dỏm biểu tình, Tô Khởi nhéo nhéo trong tay bao bị túi cân nhắc có nên hay không quăng nạn một mặt. Mẹ nó, tên của ngươi rất đáng giá sao? Bách kỳ của ta một hộp năm đồng đây. Hết chương này. Chương 3 Hưu một chút. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Vút một chút phong tình. Là vọng tình, thẩm vọng tình. Có gì khác nhau sao? Giang thành như họa lý, sơn vãn vọng quan không? Lý Bạch Thơ cũng không biết, người có hay không văn hóa a. À? Thẩm vọng tình bẹp bẹp nhai bánh bích quy, trong ánh mắt nhìn tô khởi tràn ngập khinh bỉ. Khóe miệng tô khởi giật giật, đè nén xúc động muốn đánh người. Vừa rồi hắn không nên thỏa hiệp, thua thiệt hai hộp bách kỳ ngay cả một câu nói hay cũng không chiếm được. Tôi tên là Tô Khởi. Tô Khởi cũng tự giới thiệu. Ồ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hả? Tô Khởi nghi hoặc ban chủ cái ban mà rất nổi danh. Thẩm Vọng tình chớp chớp mắt, biết đánh chó gậy không? Tô khởi ngẩn người, suy nghĩ nửa ngày mới phản ứng lại, cả giận nói: "Vậy mẹ nó là Tô Khất Nhi? Phim của Tinh gia coi như hắn chưa xem qua a. À? Còn kém không nhiều lắm." Thẩm Vọng tình khoát tay áo. Tô khởi tâm mệt mỏi, lười cùng nàng vô nghĩa, tiện tay cầm cái ghế ngồi ở Thẩm Vọng tình đối diện ngươi thật sự đến từ quá khứ. Em đã hỏi rất nhiều lần rồi. Thẩm vọng tình có chút không kiên nhẫn. Vậy anh đến từ năm nào? Năm 1998. Thẩm vọng tình nói. Ách, tô khởi gãi gãi đầu, đây không phải là năm hắn sinh ra sao? Lát nữa anh còn mặc lại không? Tô khởi tò mò hỏi. Ừm. Hẳn là vậy, nhưng nói ra thời gian ở đây quả thật hơi lâu thẩm vọng tình nhìn nhìn treo ở trên tường đồng hồ, dĩ vãng nàng đều là tối đa đợi nửa giờ liền trở về, hôm nay cũng là có chút ngoại ý muốn hơn một giờ còn không có trở về dấu hiệu. Thẩm vọng tình sờ sờ bụng, à, có chút đói bụng. Tô khởi lúc này ở một bên suy nghĩ lời nói vừa rồi của nàng. Dựa theo cách nói của nàng nàng là đến từ 20 năm trước người. Không biết tại sao, sao lại có cảm giác tẻ nhạt vô vị cũng không phải là cảm thấy xuyên qua chuyện này không đủ rung động chính là cảm giác thật vất vả gặp được một lần loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này vốn tưởng rằng sẽ đến cái gì người cổ đại các loại tỉ như cái gì đường triều tới kiếm khách a à, cái gì đó cũng đúng nhìn trang phục này bộ dáng cũng không giống như là cái gì ngàn năm trước xuyên qua tới người cổ đại này cái tivi rách nát này rốt cuộc mở như thế nào a à? thẩm vọng tình mắng chữ đỉnh đạt thanh âm đánh vỡ tô khởi trầm tư Ngẩng đầu liền thấy nữ nhân này lại bắt đầu dậy vò lên nhà hắn tivi. Anh có chấp niệm gì với tivi nhà tôi không? Tô khởi bất đắc dĩ đứng dậy, lại nói tiếp hắn cũng đã rất nhiều năm không xem tivi, cho nên đỉnh hộp vẫn luôn đóng lại. Dù sao thời đại này lựa chọn hoạt động giải trí thật sự là quá nhiều, tính giải trí của tivi ở trước mặt lướt điện thoại di động thật sự là quá mức không có sức cạnh tranh. Mở nắp hộp ra, màn hình vốn không có tín hiệu cuối cùng cũng sáng lên. Chào buổi tối các vị khán giả, hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2022, thứ bảy. Những giọng nói quen thuộc phát ra từ TV. À, chương trình này bây giờ còn đang phát sóng sao? Thẩm vọng tình kinh ngạc nói. Tôi khởi lau mồ hôi. Chương trình này không phát sóng mới là lạ. Thay đổi vài đài, thẩm vọng tình cuối cùng dừng lại ở một chương trình giải trí, đại khái chính là một đống minh tinh tiểu thịt tươi ở đó nấu cơm nói chuyện phím tô khởi xem một hồi thật sự là không có ý nghĩa, cũng không biết thẩm vọng tình như thế nào xem đến say sư như vậy, người bên trong cô hẳn là cũng không biết mới đúng. Tô khởi mở điện thoại di động ra, gọi cái kinh điển coca hamburger thịt gà cuốn ba kiện đồ ăn bên ngoài, trò chuyện trò chuyện đều quên mình còn chưa có ăn cơm. Tự vào sofa lướt điện thoại, đợi chừng nửa giờ, tiếng gõ cửa vang lên. Tô khởi đứng dậy vừa muốn mở cửa, bỗng nhiên cũng cảm giác sau lưng lạnh lẽo quay đầu liền thấy thẩm vọng tình quay đầu nhìn chầm chầm hắn, trong ánh mắt lộ ra bất thiện. Tô khởi ngẩn người, không hiểu mình chọc giận cô ở đâu, đang yên đang lành trừng mắt nhìn anh làm gì, thấy cô liếc mắt về phía cửa, lúc này mới phản ứng lại. Khủ! Đừng khẩn trương, lần này là đồ ăn bên ngoài, không phải cảnh sát. Em chắc chứ? Thẩm vọng tình có chút hồ nghi. Cô cũng không thấy tô khởi gọi điện thoại gì cả, lấy đâu ra đồ ăn bên ngoài. Tô Khởi trực tiếp mở cửa nhận lấy túi từ trong tay tiểu ca giao hàng, sau đó quơ quơ với cô, thẩm vọng tình thấy dường như thật sự là đồ ăn, cũng buông xuống cảnh giác. Trước khi trở về em gọi gì? Thẩm vọng tình hỏi. Không phải, ngay lúc em vừa xem TV. Vậy sao tôi không nghe thấy anh gọi? Gọi điện thoại gì? Không gọi điện thoại thì làm sao đặt đồ ăn được? trong ấn tượng của thẩm vọng tình không phải nên gọi điện thoại cho ông chủ khách sạn đặt cơm trước mới có thể đưa tới sao nhưng cô vừa mới giống như đã nhìn thấy tô khởi đối với cái hộp nhỏ kia giống nhau điện thoại di động quẹt tới quẹt lui thỉnh thoảng còn lộ ra hèn mọn nụ cười lên áp là được rồi tô khởi đương nhiên nói à cái gì nhìn thấy thẩm vọng tình một mặt mộng bức biểu tình tô khởi mới nhớ tới hàng này hình như là người xuyên việc tới lý giải không được hiện tại công nghệ cao. Phần mềm biết không? Phần mềm trên máy tính, hiện tại có thể dùng trên điện thoại di động. Tô khởi mở khóa màn hình điện thoại di động, cho thẩm vọng tình triển lãm một chút, nhìn vẻ mặt kinh vi thiên của cô, tô khởi có loại cảm giác ưu việt trước nay chưa từng có. À, để cho nữ nhân này vừa rồi thối tha như vậy. Cho lão nữ nhân 20 năm trước một chút chấn động công nghệ cao của thế kỷ 21 thẩm vọng tình hiện tại nội tâm đúng là vô cùng khiếp sợ, dù sao tại thời đại của nàng, máy tính thế nhưng là cái hiếm lạ vật, cũng ngay tại đại học thời điểm ngẫu nhiên dùng qua, mà điện thoại di động này thoạt nhìn có thể so với nàng vốn tưởng rằng đã đầy đủ công nghệ cao máy tính kinh thế hải tục hơn nhiều. Mới hơn 20 năm, khoa học kỹ thuật đã phát triển thái quá như vậy sao? Thẩm vọng tình tốn một hồi lâu mới tiêu hóa hết lượng tin tức vừa rồi, sau đó thấy tô khởi đang lấy đồ ăn bên ngoài từ trong túi ra đặt ở trên bàn trà. Hamburger, coca, cái này thật dài là cái gì? Thẩm vọng tình chỉ chỉ cái bọc ngoài cùng bên phải hỏi. Thịt gà cuốn, chưa từng ăn qua. Hình như nghe nói qua, chưa ăn qua. Thẩm vọng tình nhìn tô khởi, mím môi, có chút thèm ăn. Cô ấy cũng chưa ăn tối. Muốn ăn không? Tô khởi hỏi thẩm vọng tình do dự gật gật đầu. À, vậy em nghĩ đi. Tô khởi làm như không có việc gì trả lời, sau đó trước mặt cô đem thịt gà cuốn nhét vào trong miệng. Thẩm vọng tình vẽ mặt dấu chấm hỏi, vậy ngươi hỏi ta làm gì? Thẩm vọng tình thở phì phò nhìn hắn, nghiến răng nghiến lời hận không thể nuốt tô khởi. Tô khởi không thèm để ý chút nào, hắn chỉ thích nhìn bộ dáng hỗn hển lại không thể làm gì của nàng. Có loại khoái cảm báo thù đi ra ngoài lăn lộn luôn phải trả, cho ngươi vừa rồi lỗ mũi nhìn ngươi. Tô khởi vài ngụm liền giải quyết thịt gà cuốn, mãnh liệt múc một ngụm khoái hoạt thủy, phát ra thỏa mãn thanh âm. Thẩm vọng tình nhìn không được, lén lén đưa tay thăm dò cái hamburger duy nhất còn lại, nhưng tô khởi thập phần cảnh giác, bóp một cái liền đẩy tay cô ra. Muốn ăn cũng được, cần tiền. Ta hôm nay cũng chưa ăn cơm, ngươi nhẫn tâm nhìn một thiếu nữ xinh đẹp chịu đói sao? Tô Khởi không ăn bộ này. Trùng hợp như vậy, ta cũng không ăn, ngươi không phải nói ngươi sẽ hưu một chút mặt trở về sao? Ngươi trở về ăn đi. Tô Khởi mềm cứng không ăn, thẩm vọng tình nghiến răng nghiến lợi. Lại nói tiếp ngươi lâu như vậy làm sao còn không trở về, ta đều muốn hoài nghi ngươi xuyên việc giả thân phận. Hẳn là sắp rồi. Thẩm vọng tình có chút không yên lòng trả lời. Tô khởi ồ một tiếng, sau đó mở giấy gói hamburger ra, vừa mới chuẩn bị ăn lại bị thẩm vọng tình đưa tay ngăn lại. Hamburger này không đúng chứ? Không đúng chỗ nào? Tô khởi ngẩn người. Cậu nhìn miếng thịt này xem, còn chưa chín. Thẩm vọng tình nói. Có sao? Tô khởi gãi đầu, bên ngoài không phải bọc một tầng cám bánh mì sao? Cái này cũng có thể nhìn ra bên trong không quen thuộc. Sau đó hắn liền thấy thẩm vọng tình lại đưa tay thăm dò qua, trong miệng còn nói ngươi còn không tin. Ha ha, tin ngươi cái quỷ. Nhìn nhìn sợ là đi vào trong bụng. Tô khởi hai tay ông ngực, cứ liếc xéo cô như vậy, xem cô có thể làm ra trò gì, chỉ cần có dấu hiệu ăn vụng, trở tay liền gọt da đầu cô một cái, để cho cô nếm thử xã hội hiểm ác. Thẩm vọng tình cầm lấy hamburger, nhìn trái nhìn phải, bộ dáng như thật. Nhìn nhìn bỗng nhiên cười tà mị với tô khởi. Tô khởi bỗng nhiên cảnh giác, vừa muốn giơ tay, liền thấy một người lớn như vậy lập tức biến mất tô khởi nói thật khi nhìn thấy một người trống rỗng biến mất tô khởi vẫn vô cùng khiếp sợ chỉ là người biến mất thì thôi sao hamburger cũng không còn còn một cái hamburger to bằng tôi thì sao ngươi trở về liền trở về như thế nào đem cơm tối của ta cũng mang đi xuyên qua còn có cách dùng này tô khởi biết hắn bị thẩm vọng tình cho sáo lộ mới vừa nói muốn cho nàng kiến thức một chút xã hội hiểm ác, kết quả thằng hề lại là chính ta. Nhìn giấy gói trên bàn trà bị gió thổi rơi trên mặt đất, cả căn phòng chỉ còn lại một mình anh hỗn độn trong gió. Hết chương này. Chương 4 Hạ thuốc gì? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Thuốc gì? Đêm khuya Ánh trăng như sa, chiếu xuống bên giường. Tô khởi kinh ngạc nhìn chầm chầm trần nhà. Anh ấy mất ngủ. Cô gái lớn như vậy cứ hư không biến mất ở trước mặt, muốn nói hắn bình tĩnh bao nhiêu, vậy khẳng định là gạt người. Lúc trước hắn còn cảm thấy thẩm vọng tình vẫn đem cái gì đến từ quá khứ, hư một chút, treo ở bên miệng, đầu óc chỉ định là có bệnh nặng gì. Hiện tại xem ra mình mới là người nên đi gặp bác sĩ. Nhìn ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, tô khởi trăng trọc, trong thoáng chốc có chút cảm giác không chân thật hắn thật sự gặp một vị đến từ quá khứ xuyên việt giả cái kia lỗ mũi nhìn người không hiểu có chút ngạo khí kỳ quái cô gái a à đúng còn lừa hắn hai hộp bách kỳ cộng thêm một cái hamburger món nợ này vẫn không thể tính sổ nhỏ ghi xuống cũng không biết nàng ngày mai có thể hay không lại đây tôi khởi nghĩ nghĩ cuối cùng là có chút buồn ngủ nghe xa xa mơ hồ truyền đến vài tiếng chó sủa ý thức dần dần mơ hồ trong thoáng chốc giống như nằm mơ. Trong mộng Tô khởi biến thành một đứa bé, nằm ở trong lòng mẹ Tô, bên cạnh mẹ Tô có một người phụ nữ trẻ tuổi cười nói nói với cô. Mẹ Tô nói. A tình, con xem tiểu khởi nhà ta lớn lên rất tuấn tú, lớn lên không chừng khiến con gái yêu thích. Cô gái trẻ tên A tình nói. Có được con gái thích hay không tôi không biết, dù sao hẳn là rất đáng đánh. Mẹ Tô có chút mất hứng, nói con nói bừa cái gì nhìn mặt tiểu khởi là tùy ba nó a tình nói cho nên tôi thấy lão tô nhà anh cũng cảm thấy rất thiếu đánh nữ nhân trẻ tuổi thấy không rõ mặt nhưng ngữ khí đáng đánh kia làm cho tô khởi cảm thấy rất quen thuộc lúc còn đang suy nghĩ người phụ nữ này là ai không biết tại sao tô khởi đột nhiên bị a tình ôm vào trong ngực sau đó liền thấy người phụ nữ này giơ tay lên vỗ mạnh vào cái đầu nhỏ của anh miệng còn lẩm bẩm để anh cướp đồ ăn vặt của tôi để anh cướp đồ ăn vặt của tôi tô khởi trong lúc sắp chết kinh hãi ngồi dậy tô khởi vụt mở mắt một cái liền từ trên giường ngồi dậy cảm nhận được ngoài cửa sổ có chút chói mắt ánh mặt trời không biết lúc nào dĩ nhiên đã hừng đông giấc mơ tô khởi sờ sờ đầu như thế nào cảm giác da đầu có đốt lửa cây cây đau nằm mơ cũng sẽ có cảm giác đau đang lúc tô khởi có chút trăm mối vẫn không có cách giải bóp một tiếng, hắn cũng cảm giác đầu của mình bị người gọt một cái. Tô Khởi vừa mới quay đầu lại. Bóp. Một lần nữa. Ngươi tỉnh rồi. Kinh ngạc mà nhìn bên giường chống nạnh ưỡn ngực nữ tử, ngữ khí quen thuộc làm cho Tô Khởi có chút mơ hồ, lập tức rất nhanh phản ứng lại, giận dữ. Trầm vọng tình. Ông nội ở đây. Một câu nói cứng rắn làm cho Tô Khởi muốn chửi động mà nghẹn trở về. Tô Khởi vừa định tập hợp lại, lúc đại chiến với cô ba trăm hiệp, Thẩm Vọng Tình đánh đòn phủ đầu bắt được cổ áo ngủ của Tô Khởi. "Ngươi tối hôm qua cho lão nương trong hamburger bỏ thuốc gì?" "Thuốc?" "Thuốc gì?" Tô Khởi cảm giác người đều muốn bị nàng lây rã rời, vẻ mặt dấu chấm hỏi. "Hắn sai rồi, hắn tối hôm qua không nên cảm thấy Thẩm Vọng Tình không có vấn đề, nữ nhân này quả nhiên có cái gì bệnh nặng. Sáng sớm phát điên ở đây." ăn ngươi hamburger, lão nương tối hôm qua ở VWC trong đợi cả đêm. Tô Khởi nghe vậy ngẩn người, lúc này mới nhớ tới hắn tối hôm qua điểm hình như chính là nào đó chuỗi cửa hàng kinh điển phần ăn, trên mạng nói đùa tán hy phần ăn tới. Đương nhiên kéo hay không kéo phụ thuộc vào trình độ vệ sinh của chi nhánh địa phương, Tô Khởi cũng không phải mỗi lần ăn xong liền trở thành chiến thần nhà vệ sinh. Bất quá nhìn bộ dáng hỗn hển của thẩm vọng tình, tối hôm qua tựa hồ là trúng thưởng. Kéo. Tô Khởi cẩn thận hỏi. Kéo. Thẩm vọng tình mặt không chút thay đổi. Tô Khởi khóe miệng co rút, có chút muốn cười, nhưng vẫn cố gắng làm ra biểu tình đồng tình. Hắn đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tuyệt đối không thể cười, trừ phi nhìn không được. Phóc suy. Tô khởi chung quy là nhìn không được cười ra tiếng. Cướp hamburger của tôi phải không? Ngươi còn cười. Đối mặt với tô khởi hả hê khi người gặp họa, thẩm vọng tình nghiến răng nghiến lợi giơ tay đã muốn một chiêu giận giữ vỗ đầu chó xu nổi giận nghĩ thầm hắn có thể chịu ủy khuất này sao hắn vừa mới học thuật bắt giữ trở tay bắt lấy cổ tay thẩm vọng tình lập tức ấn giường cho cô cá muối không xoay người ngươi cho ta thật sự là cá muối sao ừm cá muối xoay người hình như vẫn là cá muối tóm lại Tô Khởi cảm thấy hắn phải diệt nhất diệt khí diễn kiêu ngạo của người nào đó, làm rõ đây là sân nhà của ai. Một bàn tay liền đem thẩm vọng tình quật ngã xuống giường. Nữ nhân này có phải vừa mới thừa dịp hắn ngủ len lén vỗ vài cái chó? Đầu của hắn, khó trách hắn lại mơ như vậy. Người phụ nữ trong mộng vừa rồi quả nhiên là cậu. Tô khởi thấp giọng lầm bầm, tay kia sờ sờ đầu, còn có chút ong ong giọng nói của người phụ nữ trong mộng giống hệt thẩm vọng tình, muốn ăn đòn như nhau. Thẩm vọng tình nghe xong vẻ mặt cổ quái. Ngươi nằm mơ ý dâm ta. Ha ha. Tô khởi mặt không chút thay đổi quét mắt nhìn cô một cái. Hắn rất muốn nói một câu. Đại tỷ, ngươi lo lắng nhiều, ta đối với thép tắm không có hứng thú. Thẩm vọng tình bắt đầu giải dụa, thế nhưng tô khởi khí lực so với nàng lớn hơn, giải dụa nửa ngày cũng là tốn công vô ích, nếu anh không buông tôi báo cảnh sát kiện anh dâm loạn ha ha ngươi có thể thử xem nhìn thấy lúc được mời đi uống trà là ai tô khởi không nhìn uy hiếp của nàng hắn cũng không tố cáo nàng tự tiện xông vào nhà dân bên này còn dám ác nhân cáo trạng trước ngươi có buông hay không thẩm vọng tình cắn răng hung tợn nói không buông có thả hay không ha ha Tô Khởi tiếp tục lấy tay đè cổ tay cô lên lưng, ánh mắt bất giác bắt đầu đánh giá. Lại nói tiếp lúc trước cũng không thế nào chú ý, hiện tại mới phát hiện nữ nhân này dáng người còn rất tốt, nên gầy địa phương gầy, nên mượt mà địa phương mượt mà, thẳng tắp đại chân dài ở không trung lung tung đạp, đáng tiếc là cái máy tính bản. Thẩm vọng tình còn đang vặn vẹo thân thể như cá muối, tô khởi ma xuôi quỷ khiến vỗ xuống người cô một cái. Thành thật một chút tiếng vang thanh thúy quanh quẩn cả căn phòng, không khí đột nhiên yên tĩnh. Tay tô khởi cứng đờ giữa không trung, hồi đạn trong tay khiến hắn ý thức được điều gì. Nhìn thẩm vọng tình từ khuôn mặt đỏ bừng đến bộ mặt dữ tợn, đầu óc tô khởi có chút ngừng hoạt động, xấu hổ rụt tay về. Thoát khỏi trói buộc của tô khởi, thẩm vọng tình chậm rãi đứng thẳng người, cúi đầu xoa xoa cánh tay có chút tê dại, trên da thịt trắng như tuyết có dấu vết hồng hồng, thoạt nhìn là bị tô khởi đè lên vừa xoa miệng vừa nghiến răng nghiến lợi nói tiểu thí hài khí lực còn rất lớn tiểu thí hài Tô khởi ánh mắt cổ quái ngài già mấy tuổi a à đã gọi ta là tiểu thí hài hắn cũng không nhỏ a à. có cảm tưởng gì không thẩm vọng tình cắn răng nắm chặt ngón tay phát ra âm thanh bùm bùm ách cảm tưởng muốn nói không không tốt lắm Tô khởi gãi gãi đầu ngượng ngùng cười nói. Còn. Tạm được. Thẩm vọng tình. Tôi bảo anh nói cảm giác này sao? Nói đi, muốn chết như thế nào? Thẩm vọng tình nắm chặt nắm đấm. Các vị đại lão, cầu truy độc, cầu sưu tầm. Hết chương này. Chương 5. Đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5. Ra ngoài dưới điều kiện tô khởi tâm không cam lòng tình nguyện đáp ứng toàn bộ thức ăn của cô, thẩm vọng tình miễn cưỡng buông tha cho anh. Đến giữa trưa, thẩm vọng tình một đường ngâm nga ca hát, nghênh ngang đi trên đường, vẻ mặt nhảy nhót. Có đại oan chủng mời khách, thẩm vọng tình tự nhiên sẽ không khách khí, nàng đang suy nghĩ có hay không cái gì tốt nhà hàng đáng giá nếm thử một chút. Tô khởi ở phía sau yên lặng đi theo, lúc này trong lòng mắng chửi đỉnh đạt, đồng thời lại có chút khẩn trương một cái 20 năm trước đây xuyên việt giả cứ như vậy đường hoàng đi ở trên đường cái, tuy nói chỉ cần không phải đụng phải cảnh sát tra thân phận loại này xác suất nhỏ sự kiện, trên cơ bản sẽ không bại lộ. Nhưng giống như là người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống, biết rõ sẽ không ngã xuống, vẫn sẽ cảm giác được kinh hồn bạc vía. Lan thành biến hóa thật lớn, cảm giác cũng có chút không nhận ra. Thẩm vọng tình đi ở phía trước, mắt nhìn chung quanh nhà cao tầng, có chút hoảng hốt đối với lời thẩm vọng tình nói tô khởi cũng có chút cảm khái khẽ thở dài bên này khu thành đông còn tốt rất nhiều kiến trúc cũ còn chưa phá bỏ và dời đi nơi khác khu thành tây bên kia mới thật sự là một ngày mới thay đổi mấy năm nay phát triển quá nhanh đừng nói là thẩm vọng tình cho dù là tô khởi cũng không kịp phản ứng rất nhiều sự vật cũng đã vĩnh viễn chỉ có thể chôn giấu ở trong hồi ức thẩm vọng tình chớp mắt nhìn đông nhìn tây cửa hàng ven đường Dòng xe cộ qua lại trên đường, tất cả đều cảm thấy rất mới mẻ, giống như một đứa bé tò mò. Nàng thử đem Lan thành trong đầu cùng thành thị hiện tại chồng lên nhau, lại phát hiện chỉ có thể mơ hồ tìm được bộ dáng đã từng. Cảm giác xa lạ quen thuộc, đại khái chính là nói loại này đi. Tô khởi rất lại phía sau hai bước đi theo ở phía sau, liếc nhìn điện thoại di động, phát hiện bạn bè Bùi Hạo gửi tin nhắn nhỏ. Chơi game không? Đánh em gái ngươi? Mang không nổi Tô khởi trả lời Ít nói nhảm, lên A Nhìn đại bê ta gào khóc loạn dết. Ngươi xác định không phải gào khóc bị chấn Ha ha Lần sau nói sau Hôm nay ở bên ngoài Nhà chết của anh không ở nhà mà chịu ra ngoài Bùi hạo phát biểu khiếp sợ Tô khởi không nói gì chống lại Thế giới này vì sao thành kiến đối với nghề nghiệp tự do sâu như vậy Bình thường anh ấy ở nhà cũng rất chăm chỉ làm việc, được không? Ở bên ngoài làm gì vậy? Cùng thiếu nữ xinh đẹp đi dạo phố." Tô Khởi tùy ý trả lời. Phát xong những lời này, đối diện rõ ràng trầm mặt thật lâu, qua một hồi lâu mới trở lại. "Bắt đầu, lừa gạt bạn bè cũng được, đừng lừa gạt chính cậu là được. Bạn bè bị cậu lừa thật không sao cả, đánh ha ha là qua. Anh khuyên cậu nên ra ngoài tìm một lớp đi." ở nhà cũng nghẹn ra chứng suy đoán rồi. Tô khởi nhìn một chuỗi văn tự lớn này, rất muốn lôi hắn ra đánh một trận. Bất quá hắn rất nhanh linh Quang chợt lóe, nhìn phía trước cười tươi như hoa, đi dạo được vui vẻ thẩm vọng tình. Răng rắc. Tô khởi mở camera, yên lặng chụp bóng lưng, sau đó gửi cho bùi hạo. Cũng không lâu lắm, điện thoại di động đột nhiên bắt đầu rung lắc không ngừng. Nhìn một loạt dấu chấm hỏi trên giao diện trò chuyện. Tô khởi giật giật khóe miệng. Ha ha, đến đây đi, đều là chó độc thân, tổn thương lẫn nhau mà. Cậu vừa mới làm gì? Thẩm vọng tình chú ý tới biểu tình cười xấu xa của tô khởi, nhíu nhíu mày. Cô luôn cảm giác vừa rồi tô khởi cầm điện thoại di động đối với cô không làm chuyện tốt gì. Không có gì, chỉ chụp một tấm thôi. Tô khởi có chút chột dạ nói. Điện thoại có thể chụp ảnh không? Thẩm vọng tình gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút cũng không rối rắm, nếu cái thời đại này điện thoại di động tùy tiện khoa tay múa chân hai cái đều có thể điểm giao hàng, vậy có thể chụp ảnh cũng không có gì ngoại ý muốn. Khoa học kỹ thuật tương lai mà, khẳng định là cô không có cách nào hiểu được. Lát nữa ăn gì? Tô khởi hỏi. Thẩm vọng tình suy nghĩ một chút, không trả lời, dẫn tô khởi quẹo trái quẹo phải, thỉnh thoảng còn dừng lại cau mày nhìn chung quanh, giống như là đang nhận đường, vòng nửa ngày cuối cùng chui vào một quán mì thịt bò cũ kỹ. Nói thật ra, Tô Khởi ở nhiều năm như vậy cũng không phát hiện, thì ra nơi này còn có quán mì, đương nhiên điều này và Tô Khởi không ra ngoài cũng có quan hệ. Mì thịt bò đường thị Tô Khởi nhìn bản hiệu trước cửa, kiểu chữ không phải tinh tế như vậy, hình như là viết tay. Đi vào trong cửa hàng, nhìn trang trí bên trong, có một cổ khí tức thời đại cũ đập vào mặt. Cửa hàng này vẫn chưa đóng cửa. Thẩm Vọng Tình có chút kinh ngạc. Nghe Thẩm Vọng Tình nói, quán mì này hẳn là mở đã lâu, ít nhất khi đó cô đã ở đây. Hai vị muốn ăn gì không? Thấy Tô khởi hai người đi vào, bà chủ vội vàng tới chào hỏi. Bà chủ coi trọng năm ngoái gần hoa giáp, tóc đã có chút hoa râm. Một bát mì thịt bò, cho thêm rau thơm. Thẩm Vọng Tình ngay cả thực đơn cũng không nhìn, quen thuộc nói. Giống như nàng, không cần rau thơm. Tô Khởi cũng lựa chọn, nói theo nàng. Gọi mì xong, bà chủ liền đi vào bếp, thẩm vọng tình nhìn Tô Khởi, biểu môi khinh bỉ nói. Rau thơm cũng không ăn, không có linh hồn. Tô Khởi trợn trắng mắt, lười chấp nhặt với cô. Chúng tôi không ăn rau thơm, làm phiền anh à. Trước kia cô thường xuyên ăn ở nhà hàng này, ăn ngon lắm sao? Tô Khởi cảm thấy thẩm vọng tình dường như đặc biệt quen thuộc với nhà hàng này, có chút tò mò thẩm vọng tình không nói gì, chỉ gật gật đầu. Tô khởi nhìn quanh bốn phía một chút, lại phát hiện trong tiệm thực khách ngoại trừ bọn họ cũng bất quá bảy tám người, không khỏi có chút hoài nghi. Ăn ngon như vậy làm sao người ít như vậy? Không rõ lắm, dù sau khi đó làm ăn rất phát đạt, muốn ăn cũng phải xếp hàng. Thẩm vọng tình lắc đầu. Trong lúc nói chuyện, bà chủ bưng hai bát mì lên, nghe thẩm vọng tình nói, có chút kinh ngạc. Tiệm chúng tôi trước kia quả thật rất nổi tiếng, bất quá đó đều là chuyện của hơn 20 năm trước. Hiện tại tuổi đã lớn, không còn tinh lực, cũng chỉ làm chút chuyện khách quen. Cô gái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, làm sao biết chuyện sớm như vậy? Thẩm Vọng tình biểu môi, vừa định nói. Bà đây hơn 20 năm trước đã ăn ở chỗ con. Tô Khởi theo bản năng cảm thấy lời tiếp theo cô nói tuyệt đối không phải là lời hay ho gì, vội trừng mắt nhìn cô một cái, ngắt lời ha ha những chuyện này cũng là nghe mẹ cô ấy nói trước kia mẹ cô ấy thường xuyên ăn ở đây lời bị cắt đứt thẩm vọng tình hừ hừ một tiếng cũng không phản bác lời tô khởi nói nàng biết tô khởi là sợ nàng bại lộ thì ra là như vậy ta nói làm sao cô nương nhìn quen mặt như vậy đâu hôm nào có thể mang mẹ ngươi lại đây ăn một bữa ta mời khách nói không chừng ta còn biết đâu bà chủ bừng tỉnh đại ngộ cười nói ha ha lần sau nhất định lần sau nhất định. Tô khởi cười trả lời, thẳng đến khi bà chủ xoay người rời đi mới yên lặng lau mồ hôi, thấp giọng nói. Ngươi vẫn là ít nói một chút đi, luôn cảm giác tùy thời đều sẽ bại lộ. Thẩm vọng tình nhìn tô khởi một cái, hút mì. Thật ra em không cần phải khẩn trương như vậy. Hả? Cho dù ta lỡ miệng, người khác nhiều nhất cũng coi ta là bệnh thần kinh, xuyên qua loại chuyện này không ai tin tưởng. Nếu như nhận ra ngươi anh có nhớ diện mạo của một người hơn 20 năm trước không cho dù cảm thấy quen thuộc cũng chỉ coi như người xa lạ mà thôi tôi khởi ngẩn người cẩn thận suy nghĩ một chút phát hiện đúng là đạo lý như vậy nếu như chính mình không phải tận mắt nhìn thấy thẩm vọng tình ở trước mặt mình hưu thoáng cái biến mất phỏng chừng chính mình hiện tại cũng nhiều nhất vẫn là bán tính bán nghi thái độ đi chờ một chút hưu một chút Tô Khởi đột nhiên ý thức được hình như mình đã bỏ qua một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Này, ngươi hiện tại sẽ không đột nhiên hưu một cái xuyên trở về chứ? Tô Khởi vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, vẻ mặt thẩm vọng tình cổ quái, giống như cũng ý thức được điều gì. Hẳn là... Không thể nào. Thẩm vọng tình cũng không xác định, đồ chơi kia lại không do cô khống chế. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cái này nếu là trước mắt bao người hạ xuống như vậy vừa ra đại biến người sống, Tô Khởi đánh giá hai nàng ngày mai phải thượng đến gần khoa học. Tô Khởi ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Trái lại thẩm vọng tình, lúc này thế nhưng vẫn như trước ở miệng nhỏ hút mặt, bộ dáng khí định thần nhàn Tô Khởi tức giận không chỗ phát tiết, thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Hả? Hình như có chỗ nào không đúng. Còn không mau ăn mì, ăn xong rời đi. Tô Khởi thấp giọng nói, cầm lấy đũa nhét vào miệng một ngụm lớn mì. T. Nóng. Ăn vội quá, Tô Khởi bỗng lưỡi. Thẩm vọng tình liếc Tô Khởi đang dậm chân một cái, mặt không chút thay đổi vẫy tay với quầy lễ tân. Bà chủ, đóng gói. Nhìn ánh mắt của nàng, Tô Khởi cảm thấy mình cái này người tương lai chỉ số thông minh giống như bị khinh bỉ. Cầu sưu tầm, cầu truy đọc. Hết chương này. Chương 6 điện thoại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Điện thoại di động hai người mỗi người xách một cái túi, bước nhanh ra khỏi quán mì. Rõ ràng cái gì cũng không làm, vì cái gì có loại cảm giác chột dạ. Thời đại này các ngươi ăn cơm cũng không cần tiền mặt sao. Thẩm vọng tình có chút kỳ quái, bởi vì vừa rồi lúc trả tiền, cô đã nhìn thấy tô khởi cầm điện thoại di động lắc lư bên tường, ngay cả ví tiền cũng không móc sau đó bà chủ để cho bọn họ đi thanh toán di động biết mấy pos không ý tứ không nhiều lắm trước kia là quẹt thẻ bây giờ là quẹt điện thoại tôi khởi thử dùng thứ thẩm vọng tình có thể hiểu giải thích gọi đồ ăn bên ngoài dùng điện thoại di động chụp ảnh dùng điện thoại di động trả tiền cũng dùng điện thoại di động thẩm vọng tình trừng mắt nhìn có chút tò mò cho nên điện thoại di động là vạn năng sao Tô khởi ngẩn người, hắn lúc này mới ý thức được, có lẽ là bản thân chính là ở vào thời đại này mang đến hạn chế tính, quá mức thói quen điện thoại di động tồn tại, làm cho tô khởi bỏ qua. Thì ra đem ăn, mặc, ở, đi lại, tất cả những thứ liên quan mật thiết đến bạn đều dung hợp vào một chiếc điện thoại thông minh nho nhỏ là một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt người quá khứ, có lẽ gọi là thần tích cũng không quá đáng. Đây là thời đại không có điện thoại di động, nửa bước khó đi. Tô khởi cảm khái muôn vàng. Thẩm vọng tình nhìn tô khởi đột nhiên văn thanh bị bệnh, có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng cô đại khái hiểu được điện thoại di động thật sự là thứ tốt. a à, phải nghĩ biện pháp làm một bộ lại đây. Thẩm vọng tình vuốt cầm nghĩ. Cũng không biết mình làm thêm tiết kiệm chút tiền kia có đủ hay không, đồ chơi kia thoạt nhìn rất đắt. Ngã tư đường, hai người chờ đèn đỏ. Khó có được cuối tuần. Tuy rằng hiện tại kém không nhiều lắm là giờ cơm, nhưng trên đường vẫn du khách như mắc cửi, tiếng xe ồn ào xuyên qua mỗi phố lớn ngõ nhỏ. Thẩm vọng tình thăm dò đầu, thấy trên đường đã không còn xe, vì thế cất bước đi về phía đối diện. Đèn đỏ đâu, em làm gì vậy? Tô khởi đè vai cô lại, kéo thẩm vọng tình trở về. Không có xe anh còn chờ cái gì? Thẩm vọng tình hỏi. Tuân thủ giao quy, anh có chút ý thức pháp luật hay không? Tôi khởi liếc nàng một cái, tỏ vẻ mình là thanh niên tốt tuân thủ kỷ luật. Thẩm vọng tình biểu môi, dù sao lúc đó mọi người vượt đèn đỏ chỉ là chuyện nhỏ bình thường. Kỳ thật, lại nói tiếp hơn 10 năm trước khi Tô khởi đi học, kiểu Trung Quốc qua đường còn là một vấn đề xã hội vô cùng nghiêm trọng, khi đó thì viết văn còn thường xuyên nghiên cứu thảo luận hiện tượng xã hội này. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế trong những năm gần đây, chất lượng quần chúng được nâng cao rõ rệt hành vi vượt đèn đỏ cũng ngày càng ít. Tô Khởi chỉ chỉ camera giám sát trên cột đèn xanh đèn đỏ. Thấy những camera kia không? Chuyên chụp những người vượt đèn đỏ như anh, chụp một cái chuẩn. Ngày hôm sau sẽ có cảnh sát tới nhà mời anh uống trà. Mắt nhìn thẩm vọng tình chờ đến giường như có chút không kiên nhẫn, Tô Khởi quyết định dọa cô một chút. Thẩm vọng tình hồ nghi nhìn hắn một cái, sau đó lặng lẽ thu hồi bắp chân vừa mới bước ra thần sắc nghiêm nghị nhìn chầm chầm đèn xanh đèn đỏ đến ngược, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn camera phía trên một cái. Vừa mới bước ra một bước, hẳn là không có vấn đề gì đi. Thẩm vọng tình trong lòng cân nhắc, lần tới tới có phải hay không lại đeo cái khẩu trang kín trăm các loại, thời đại này quá nguy hiểm, qua đường cái đều có thể vào cục cảnh sát. Thật vất vả đợi được đèn xanh, đi theo đám người đến đối diện, thẩm vọng tình còn quay đầu lại nhìn camera theo dõi thăm dò. Anh nói xem, nếu tôi mặc vào dưới camera thì sẽ thế nào? Tô khởi vẻ mặt dấu chấm hỏi, cậu muốn làm nghệ thuật hành vi gì sao? Đến gần khoa học không thỏa mãn được anh, phải lên bản tin chứ. Yên tâm, đến lúc đó tôi khẳng định sẽ ăn mặc nghiêm túc, mẹ tôi đến cũng không nhận ra tôi. Thẩm vọng tình thề son sắc, vỗ ngực cam đoan. Tô khởi nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu. Ba ba chở tiệm cắt tóc sinh viên thập niên 90 của các anh có bệnh nặng gì không? Sự thật chứng minh, lúc trước tô khởi lựa chọn phi thường sáng suốt, vừa mới về đến nhà không lâu, thẩm vọng tình liền lần thứ hai hư thoáng cái biến mất. Vừa rồi ở bên ngoài lời mề thêm một lát, có lẽ ngày mai trước cửa nhà anh sẽ có phóng viên chặn cửa. Không có cô gái lỗ mũi nhìn người kia, trong nhà ngược lại vắng vẻ không ít. Trở lại phòng, mở ra máy tính, theo thói quen lên một chút bê trạm nhìn xem video số liệu kỳ trước video chiếu lượng cũng là phá 60 vạn, tăng cũng có gần một vạn fan. Tô khởi đoán chừng lại đến hai kỳ video lượng fan của mình phỏng chừng có thể đột phá 50 vạn đại quan. tôi khởi hiện tại chủ yếu trà trộn vào khu hoạt hình, làm một ít video hoạt hình tạp nham, ở thời đại video ngắn này làm vua, hơn nữa thể lượng khu hoạt hình vốn không lớn, có thể có lượng fan này kỳ thật đã xem như trình độ trung lưu đương nhiên không có cách nào so sánh với những người đứng đầu khu sinh hoạt động cái là trăm vạn hơn ngàn vạn, người ta làm một cái không nên cười khiêu chiến, không cần ăn chực khiêu chiến là có thể từ từ tăng phan, tô khởi còn phải tân tân khổ sở tra tư liệu, tìm tư liệu thực tế, cố nén khó chịu sinh lý nhìn chậm chậm những tác phẩm thối nát cho phân này tìm chỗ khác. Lượng phát tán kết quả còn không bằng một phần mười người ta. Tô Khởi chỉ có thể ở trước màn hình chảy xuống nước mắt hâm mộ. Viết hội hạ kỳ video văn án lại làm chút video giai đoạn đầu công tác chuẩn bị, một buổi chiều liền đi qua. Tô khởi tựa vào ghế, xoa xoa lông mày. Sắp đến tháng 10 rồi, lại đến lúc bận rộn nhất. Hoạt hình Nhật Bản phát sóng theo quý, bởi vậy mỗi khi đến 1, 4, 7, tháng 10, chính là khi quý mới phát sóng cùng với quý trước kết thúc. Phiên mới đề cử, phiên cũ kết thúc chăm chọc, phiên mới phát sóng chăm chọc một loạt video phải tăng ca làm thêm giờ gấp gáp chế tác ra dù sao thứ này cũng có độ mới mẻ và độ ho, bạn không chiếm trước tiên cơ, khán giả sẽ chạy đến chỗ những người khác, mặc dù có số lượng fan, số liệu sẽ không quá thảm, nhưng người qua đường bị sói mòn nhất định sẽ dẫn đến độ ho của video giảm xuống rất nhiều. Tí tách Âm thanh nhắc nhở trên điện thoại di động vang lên, bùi hạo gửi tin nhắn tới. Cùng thiếu nữ xinh đẹp dạo phố xong chưa? Khóe miệng tô khởi hơi nhếch lên, trả lời ha hả. Bớt nói nhảm. A, à, lên số. Năm 1998. Đại học Lan Thành, ký túc xá nữ. A à, Tình, đi học rồi, em lén lúc ở đó làm gì? Thẩm Vọng Tình nhìn bạn cùng phòng buộc bím tóc quai chèo đeo túi sách nhỏ ở cửa, yên lặng nhét một xấp đồ vào trong ngực. "À, em đi trước đi, anh lập tức tới." Thẩm Vọng Tình trả lời. "Hôm nay là tiệc của lão Mã, cậu đừng đến muộn." bạn cùng phòng có chút kỳ quái nhìn thẩm vọng tình một cái, cô luôn cảm thấy thẩm vọng tình mấy ngày nay là lạ, lạ. Vừa rồi lén lúc cũng không biết đang mân mê cái gì. Ngày hôm qua còn ở trong v đúc c đợi cả đêm không ra. Đợi đến khi bạn cùng phòng rời đi, thẩm vọng tình lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lấy ra thứ vừa rồi giấu đi. Là một sấp tiền giấy vụn vặt, cô tích góp thật lâu mới tích góp được nhiều như vậy. Tỉ mỉ đến mấy lần, thẩm vọng tình nhíu nhíu mày, có chút buồn rầu. Mới một ngàn năm, cũng không biết có đủ hay không. Nghe nói bên cạnh chuyên nghiệp cái nào đó thổ hào mua cái điện thoại di động tốn hơn một vạn. Các vị đại lão, cầu sưu tầm, cầu truy đọc A. À. Hết chương này. Chương 7 Trở về không được. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 không trở về lan thành trời tối có chút nhanh, bất tri bất giác bóng đêm dần dần dày đặc. Lúc này cửa phòng tô khởi đóng chặt, chỉ có ánh đèn yếu ớt xuyên thấu qua khe hở giữa cửa rơi lạ tả ra, tiếng bàn phím lọc bọc vang vọng khắp phòng, thỉnh thoảng còn truyền ra âm thanh tô khởi mắng chửi đỉnh đạt. Chấn hắn nha! Cái này cũng dám ra! Móc câu móc câu hắn nha, quy cũng có thể quy lệch tới. Gửi, tiếp theo. Trầm mê thành hợp, không cách nào tự kiềm chế tô khởi cũng không có ý thức được phía sau cửa phòng không biết lúc nào bị mở ra. Này, tôi đói bụng. Giọng nữ bất ngờ không kịp đề phòng sợ tới mức tô khởi thiếu chút nữa đem con chuột ném đi, đại chiêu đều ấn ra ngoài. Khởi tử, ngươi diễn ta, phần lớn đều có thể rảnh. Trong tai nghe có thể rõ ràng nghe ra bùi hạo huyết áp trực tiếp đi lên. Tô khởi quay đầu một trừng miệng ngốc nhìn thẩm vọng tình đứng ở cửa phòng, vẫn là một thân áo ngắn màu trắng, cách ăn mặc quần jean eo cao, đôi chân dài trắng như tuyết dưới ánh đèn trắng rực phá lệ hấp dẫn ánh mắt người xem không phải hôm nay cô đã về rồi sao? Sao lại tới nữa? Cậu đang làm gì vậy? Chơi game. Thẩm vọng tình có chút tò mò nhìn về phía màn hình máy tính. Tô Khởi vừa mới liền gửi, bây giờ là bùi hạo xem cuộc chiến gốc nhìn, thẩm vọng tình liền nhìn thấy bên trong màn hình là một cái gợi cảm áo xanh thiếu nữ xinh đẹp cầm thanh đại khảm đao hoảng hốt bay tới bay lui, phía sau giống như có người đang đuổi giết. Này, Khởi tử, ta vừa rồi có phải hay không nghe được thanh âm của nữ nhân? Ngươi nghe lầm rồi, ta có việc, lần sau lại chơi. Tô khởi một bộ tố chất đại đội ba, quyết đoán cắt đứt giọng nói, tắt trò chơi. Đầu bên kia máy tính bùi hạo nhìn biểu tượng đột nhiên tắt mạng ở góc dưới bên trái, vẻ mặt mơ hồ. Tô khởi lúc này ngồi trên ghế ép thoát, có chút đau trứng. Thời gian làm lạnh kỹ năng của ngươi có phải hơi ngắn không? Thẩm vọng tình nghe không hiểu lời của hắn, nhưng cũng có thể đại khái đoán được là có ý gì. Kỳ thật lúc này cô cũng có chút mơ hồ, bên kia cô vừa mới học xong, đóng gói phần cơm, kết quả vừa mới mở hộp thức ăn nhanh ra cũng chưa kịp ăn, trước mắt hoa lên, liền đến nơi này. "Ô, cơm gà hầm của tôi." Thẩm Vọng Tình có chút muốn khóc. "Lúc trước ngươi cũng như vậy sao?" Một ngày lại đây hai chuyến. Tô khởi hỏi. Thẩm Vọng Tình lắc đầu, cẩn thận nhớ lại một chút Sớm nhất là ba ngày một lần, sau đó là hai ngày, sau đó đến gần nhất một ngày một lần. Thẩm vọng tình bẻ ngón tay. Tô khởi không nói gì, thiên phú của ngươi là thời gian kỹ năng làm lạnh. Lại nói, ta cảm giác ngươi hôm nay đợi ở đây thời gian có phải hay không so với mấy ngày trước lâu hơn nhiều. Thẩm vọng tình suy nghĩ một chút, hình như đúng là như vậy. Từ mười phút đầu đến hơn ba tiếng sáng nay. Này, ngươi nói có thể hay không? tôi khởi nói chuyện dừng một chút trong đầu hắn vẫn hiện ra một phỏng đoán chỉ là nhìn thẩm vọng tình khuôn mặt xinh đẹp lại do dự có nên nói tiếp hay không có thể có một ngày ngươi sẽ không bao giờ trở về được nữa hay không hắn cuối cùng vẫn nói ra sắc mặt thẩm vọng tình thay đổi môi mấp máy nhưng thần kỳ không có phản bác chỉ mắng một câu bệnh thần kinh liền xoay người đi ra khỏi phòng có lẽ cô cũng nghĩ tới khả năng này ngồi ở phòng khách trên sofa thẩm vọng tình nhìn chầm chầm tivi ánh mắt có chút thất thần, không yên lòng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trầm vọng tình trầm mặt, cùng nàng lúc trước biểu hiện ra ngoài tính cách nhảy nhót có chút không phù hợp, bất quá tô khởi ngược lại thập phần hiểu tâm tình của nàng lúc này. Không ai hy vọng sau này cứ như vậy sống ở một thời đại không hợp với mình. Ăn cơm Tô khởi đem thức ăn vừa mới từ trong tay tiểu ca giao hàng đưa tới đặt ở trên bàn. À, ăn cái gì? nhắc tới đồ ăn thẩm vọng tình miễn cưỡng khôi phục chút tinh thần gọi một con gà hả đừng hiểu lầm là gà rán trong túi có hai hộp lớn tôi khởi sợ hai người không đủ ăn còn bỏ thêm một phần bánh mật chiên mở hộp đóng gói ra tôi khởi cầm lấy một miếng gà rán nhét vào trong miệng đồ ăn chiên luôn có một loại ma lực thần kỳ có thể làm cho tâm tình người ta sung sướng cảm xúc của thẩm vọng tình vẫn không cao lắm ngay cả ăn cơm cũng yếu siêu. Bầu không khí trầm mặc trên bàn cơm khiến Tô Khởi cảm thấy hết sức không thích ứng, cả người không được tự nhiên. Thật ra cho dù cậu thật sự không về được có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Cậu xem, thời đại này tất cả mọi người đều an cư lạc nghiệp, nhằm chán xoát xoát điện thoại di động chơi máy tính, đói bụng chỉ cần ở nhà động động ngón tay, sẽ có người đưa đồ ăn tới cửa, thật tốt biết bao. Tô Khởi cố gắng an ủi vài câu, chỉ là nói nửa ngày cảm giác những lời này ngay cả mình cũng không thuyết phục được, đành phải gãi đầu tiếp tục làm cơm khô. Nhưng nơi này không có nhà của tôi. Thẩm vọng tình mím môi, giọng nói có chút chua xót. Hai người lại rơi vào trầm mặt. Đồng hồ trên tường trong phòng tích 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 đáp đi tới, người dẫn chương trình nào đó trong tivi còn đang cười ha ha ha, cách đó không xa trên đường cái lão ca nóng nảy tích tích ấn còi. Hồi lâu, tô khởi mới ngẩng đầu, do dự một chút, mở miệng nói. Kỳ thật, ngươi có nghĩ tới hay không, hiện tại có lẽ còn có một cái khác ngươi sinh hoạt ở thời đại này. Thẩm vọng tình bỗng dưng ngẩng đầu. Ngươi nghĩ a, à, dù sao ngươi chỉ là xuyên qua đến 20 năm sau, cũng không phải 200 năm sau, nói không chừng thế giới này còn có một cái đã sớm đi vào thời kỳ mãn kinh, tuổi già sắc suy thẩm vọng tình lúc này ngay tại lan thành cái nào đó trong công viên nhảy quảng trường nhảy múa chính hy. Tuy rằng nói như vậy, nhưng tô khởi thật sự là não bổ không ra bộ dáng thẩm vọng tình nhảy quảng trường. Người mới tuổi già sắc suy, mãn kinh. Thẩm vọng tình nghe vậy giận dữ, lời tô khởi làm cho nàng thập phần bất mãn. Tôi chỉ lấy ví dụ thôi. Ví dụ cũng không được. Thẩm vọng tình biểu môi, nhưng không thể không nói tô khởi ngắt lời như vậy, ngược lại làm cho tâm tình cô tốt hơn không ít. Nói đi cũng phải nói lại, nếu thật có thể tìm được một người khác không phải ý nghĩa ta vừa rồi suy đoán đều là sai lầm sao tương lai ngươi vẫn là sẽ trở lại ngươi cái kia niên đại sau đó bình bình đạm đạm đi hết cái này nhảy qua hai mươi năm tô khởi nhìn bầu không khí có chút hòa hoãn tiếp tục nói ý nghĩ của mình đương nhiên điều kiện tiên quyết là thế giới này chỉ có một dòng thời gian lời này tô khởi không có nói bởi vì hắn cảm thấy lời này ngoại trừ gia tăng lo âu cũng không có ý nghĩa gì dù sao cái gì thế giới song song nhiều đầu thời gian tuyến cái gì, đều là hắn anim xem nhiều não bổ sản phẩm, quỷ biết thế giới hiện thực là dạng gì thiết lập. Hắn cũng không thể nói một câu, hết thảy đều là vận mệnh thạch chi môn lựa chọn, trung nhị kỳ đã sớm qua. Nếu như không tìm được thì làm sao bây giờ? Thẩm vọng tình hỏi. Dù sao không thể loại trừ khả năng này. Nói như vậy không phải cậu bớt rối rắm sao? Dù sao cũng không về được. Tô khởi miệng nhai bánh mật, tùy ý nói. Thẩm vọng tình ngẩn người, suy nghĩ một chút đúng là đạo lý này, chuyện tương lai ai biết được. Là gà tráng không đủ thơm sao? Rối rắm những thứ này làm gì? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Này, nếu như vậy còn không mau lấy lòng bổn đại gia, dù sao vạn nhất đến lúc đó ngươi không về được, ta chính là đùi duy nhất của ngươi trên thế giới này. Tô khởi có chút đắc ý chống nạnh, cười đê tiện. Khóe miệng thẩm vọng tình giật giật nhanh, gọi ba. Tô khởi đắc ý vênh váo. Chết cho da. Bùng. Tô khởi cả người lẫn ghế bị thẩm vọng tình đạp ngã xuống đất, hình chữ lớn quỳ rạp trên mặt đất. Cầu sưu tầm, cầu truy độc. Hết chương này. Chương 8. Đến tiền nhanh phương pháp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8. Phương pháp kiếm tiền nhanh ăn xong gà rán, thẩm vọng tình liền một mình chạy lên sofa xem TV. Trong thời đại giải trí tối thượng này, không thiếu nhất chính là tiết mục giải trí. Có lẽ là thẩm vọng tình niên đại kia tiết mục TV không nhiều lắm nguyên nhân, rất nhiều ở tô khởi xem ra cho dù chỉ là làm cái chăm chọc cũng đủ ra phim nhiều tập nát bét, nàng đều xem đến say sưa. Dọn dẹp mặt bàn một chút, tô khởi ra cửa đổ rác. Tô khởi cảm thấy loại chuyện này về sau hẳn là giao cho thẩm vọng tình làm, nào có đạo lý chơi gái không làm việc những người chơi gái không làm việc dưới video của hắn đều còn biết xem xong like sau khi về nhà thoải mái tắm nước nóng mặc áo ngủ gấu con của anh vào mở cửa phòng vệ sinh thấy thẩm vọng tình còn đang cười ngây ngô với tivi em cảm thấy đêm nay anh nói không chừng phải qua đêm ở nhà em tôi khởi tính toán một chút phỏng chừng đêm nay cho dù cô có thể trở về cũng phải là sau nửa đêm tôi không mang theo quần áo để thay thẩm vọng tình mím môi nói. Tô khởi nghĩ nghĩ, đi vào phòng, từ trong tủ quần áo của mình lấy ra một bộ đồ ngủ gấu trúc khác. Trong nhà cũng không có quần áo phụ nữ mặc, nếu không anh mặc tạm một chút. Đây là em mặc. Thẩm vọng tình liếc mắt một cái, cười nhạo nói, ấu trĩ. Sao một người đàn ông như anh lại thích loại quần áo hoạt hình này đến vậy? Tô khởi tức giận ném quần áo lên mặt cô. Thích mặc thì mặc, không mặc thì thôi bà già thì biết gì. Tạo hình này đối với tiểu hài tử mà nói có lẽ có chút ngây thơ, nhưng đối với người trưởng thành như hắn mà nói vừa vặn. Trong thư phòng có chăng, mệt mỏi có thể đến thư phòng ngủ trên chiếu tatami. Bỏ xuống một câu này, tô khởi cũng mặc kệ thẩm vọng tình muốn ăn thịt người ánh mắt, cũng không quay đầu lại liền vào phòng. Nhìn tô khởi đóng cửa phòng, thẩm vọng tình biểu môi, ghét bỏ bỏ áo ngủ sang một bên. Trẻ con mới mặc loại quần áo này vài phút sau. Một thân ảnh rón rén ông bộ quần áo kia, lẻn vào toilet. Trong thư phòng, thẩm vọng tình trải chăn sông, mặc áo ngủ gấu trúc nằm trên giường. Đúng là vẫn thơm thật. Rõ ràng hai ngày trước vẫn là không quen biết người xa lạ, bây giờ lại là cô nam quả nữ ngủ ở cùng một mái hiên dưới, liền cách xa nhau một bức tường. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, hai người đều có chút mất ngủ. Ngày hôm sau, tôi khởi dậy sớm với vành mắt thâm quần tối hôm qua ngủ không ngon hôm nay phải xem video lại không thể không dậy sớm tôi khởi đi ra khỏi phòng rửa mặt một chút đi phòng bếp quán cái trứng gà thêm hai miếng bánh mì cùng sữa bò coi như là bữa sáng mắt nhìn thư phòng đã không còn bóng dáng thẳm vọng tình tối qua có về không tôi khởi cắn bánh mì nghĩ, không biết tại sao lại có ảo giác mất mát bất quá cũng tốt bằng không tên này ở chỗ này bức bức nhắc tới hắn cũng không có cách nào tập trung lực chú ý viết văn án yên tĩnh buổi sáng tô khởi văn tư tuôn trào công tác phá lệ thuận lợi bản thảo là cơ bản viết xong đang chuẩn bị xem lại từ đầu một lần nhìn xem có hay không cần sửa chữa địa phương cốc 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 tiếng gõ cửa dồn dập vang lên tô khởi có chút nghi hoặc không rõ ràng lắm sẽ có ai vào lúc này tìm hắn vừa mở cửa liền nhìn thấy một người phụ nữ đeo kính râm, khẩu trang, cả khuôn mặt che kín mít. Đậu má, ngươi là ai? Tô khởi ngẩn người. Nữ nhân tháo đồ trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo không tì vết của thẩm vọng tình, vẻ mặt tô khởi mơ hồ, hắn vừa rồi thật sự không nhận ra. Lại nói nàng không phải đã trở về sao? Sao lại đi vào từ bên ngoài cửa? Là cách tôi mở không đúng sao? Cậu cản đường thẩm vọng tình trừng mắt nhìn tô khởi đứng ngay ngốc trước cửa. Tô khởi gãi đầu, để thẩm vọng tình vào cửa. Thẩm vọng tình vào cửa câu nói đầu tiên chính là Các ngươi tương lai người có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Tô khởi vẻ mặt dấu chấm hỏi, sáng sớm nay ta chọc giận ngươi sao? Tôi đi mua điện thoại, trả tiền mặt, nhân viên kia lại không nhận. Còn nói tôi cố tình gây sự, muốn báo cảnh sát thẩm vọng tình thở phì phò đặt mông ngồi ở trên sofa, miệng lại nhại oán giận không ngừng. Tô khởi nghe xong một hồi, chợt hiểu thì ra người vừa mắng không phải hắn. Sẽ ổn thôi. Bất quá, nữ nhân này vậy mà một người len lén chạy ra ngoài mua điện thoại di động rồi, tô khởi cảm giác giống như nghe được chuyện gì ghê gớm. Anh lấy đâu ra tiền đi mua điện thoại di động? Tô khởi có chút tò mò. Ta vừa mới đi hỏi thăm một chút, Nguyên lai like mua cái điện thoại di động một ngàn khối cũng đủ rồi, thua thiệt ta còn lo lắng tiền không đủ. Thẩm vọng tình thoáng có chút đắc ý, ngẩng đầu nhỏ, hai tay ôm ngực, ưỡng thẳng rất không tồn tại đồ vật. Tô khởi liếc mắt một cái liền không có hứng thú, máy tính bản có cái gì đẹp mắt. Tại sao nhân viên cửa hàng không nhận tiền của anh? Tô khởi hỏi. Cô ấy nói tiền của tôi đã không dùng được nữa. Tô khởi còn đang nghi hoặc nghĩ thầm tiền còn có không thể dùng, cự tuyệt nhận chính là phạm pháp, sau đó liền nhìn thấy thẩm vọng tình từ trong túi móc ra một sấp 100 tệ màu lam. Tô khởi ông tráng, thiếu chút nữa đã quên tiền mới của cô còn chưa phát hành. Có vấn đề gì sao? Thẩm vọng tình gãi gãi đầu. Tô khởi ở trên người móc ra, móc ra một tờ 100 nguyên màu đỏ lắc lư trước mặt cô, lại chỉ chỉ chồng tiền mặt của cô. Đây mới là tiền giấy dùng bây giờ, tiền của cô thật nhiều năm trước cũng đã không lưu thông. Nhìn tô khởi bộ dáng nghiêm túc, thẩm vọng tình sắc mặt cứng đờ. Cho nên nói tiền của ta ở chỗ này là giấy vụn. Ánh mắt thẩm vọng tình có chút u oán nhìn hắn. Nói như vậy kế hoạch mua điện thoại di động của cô chẳng phải là ngâm nước nóng sao. Tô khởi buông tay. Không thể nói là giấy vụn đi, chỉ là không thể làm tiền tệ sử dụng mà thôi, nhưng cũng không ảnh hưởng nó cất giữ giá trị, Nói không chừng đem những thứ này bán ngươi còn có thể nhiều kiếm mấy trăm đồng tiền. Nói xong Tô Khởi tự hồ là nghĩ tới cái gì, mở ra điện thoại di động tra xuống bảng của tiền giấy giá thị trường. Có vẻ như anh ta đã tìm ra cách làm giàu. Lúc này Thẩm Vọng Tình nghe xong có chút động tâm, nhưng nghĩ lại bán đi, cô trở về không phải không có một xu dính túi sao? Ngô. Vẫn là giữ lại tốt hơn, ở chỗ này tốt xấu gì cũng có thể ăn không uống không trong lòng thẩm vọng tình có lời một chút đáng tiếc điện thoại di động tâm tâm niệm niệm của mình cứ như vậy không còn nghĩ như thế nào thì không cam lòng thẩm vọng tình từ trên ghế salon nhảy dựng lên tôi muốn kiếm tiền thẩm vọng tình hét lớn tôi khởi sợ tới mức cho rằng cô lại phát bệnh tâm thần gì đó em còn muốn mua điện thoại tôi khởi nhíu mày đại khái có thể đoán được suy nghĩ của cô các ngươi thời đại này có cái gì kiếm tiền nhanh phương pháp? Thẩm vọng tình gật gật đầu, hỏi. Tô khởi sờ sờ cầm. Hay là anh đi thử mua linh nguyên? Thẩm vọng tình nghe không hiểu ý của hắn. Tô khởi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vào thư phòng lục lọi, lấy ra một quyển sách bìa đỏ đưa tới trước mặt thẩm vọng tình, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trên đời này phương pháp kiếm tiền nhanh đều viết ở trên này. Thẩm vọng tình vui vẻ, nghĩ thầm còn có thứ này cao hứng bừng bừng nhận lấy. Bộ luật hình sự. Cầu sưu tầm, cầu truy đọc. Hết chương này. Chương 9. Ngươi cũng không phải lão bà của ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9. Cô cũng không phải vợ tôi làm loạn một hồi, tôi khởi trở lại phòng tiếp tục công việc vừa rồi chưa hoàn thành. Thẩm vọng tình tựa vào cửa, tò mò nhìn tôi khởi ngồi trước máy tính, nhìn chầm chầm văn án dày đặt trên màn hình vẻ mặt chuyên chú. Đều nói nam nhân nghiêm túc làm việc thời điểm đẹp trai nhất, thẩm vọng tình không thể không thừa nhận đúng là có như vậy điểm đạo lý, nàng vừa rồi thậm chí có như vậy trong nháy mắt sinh ra như vậy tô khởi bộ dạng cũng không tệ áo giác. Đúng vậy, chính là áo giác. Thẩm vọng tình cũng không cảm thấy mình để mắt tới nam nhân thối miệng đầy hoa này. Đại khái là cảm thấy văn án không có vấn đề gì, tô khởi mở PR, phần mềm cắt nối biên tập video nhập vào video hoặc hình xem có những cảnh quay thực tế hữu dụng nào cậu đang làm công việc gì vậy thẩm vọng tình xem không hiểu lắm tôi khởi thuận miệng trả lời nhưng rất nhanh ý thức được thẩm vọng tình nghe không hiểu vì vậy suy nghĩ một chút đổi cách nói video chủ biết không thẩm vọng tình lắc đầu vẫn không hiểu chính là tôi tự mình làm tốt video sau đó tải lên nền tảng video người xem nền tảng xem video của tôi sẽ tăng lượng phát lượng phát tăng tôi có thể kiếm tiền tôi khởi cố gắng giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu nhất có thể Thẩm vọng tình nghe được như lọc vào trong sương mù thật ra thì cũng giống như đóng phim đạo diễn làm phim tốt đưa đến các rạp chiếu phim lớn khán giả muốn xem thì phải mua vé vé bán được càng nhiều tiền cũng kiếm được càng nhiều tôi làm video thì tương đương với quay phim nền tảng video chính là rạp chiếu phim mà lượng chiếu chính là doanh thu phòng vé Tô Khởi vừa suy tư, vừa mở miệng nói. Ví dụ trong rạp chiếu phim thông tục dễ hiểu, thẩm vọng tình rất nhanh liền hiểu được đại khái, dù sao cô cũng chỉ là không biết mà thôi, cũng không phải ngốc. Cái này rất kiếm tiền sao? Thẩm vọng tình hỏi. Tô Khởi vẫy vẫy tay với cô, thẩm vọng tình đi qua. Tô Khởi đem giao diện chuyển đến trang web, chỉ chỉ hắn lúc trước cái kia đã hơn 60 vạn lượng chiếu video. Cái này video lượng chiếu đại khái có thể kiếm cái mấy trăm khối, đáng tiếc hiện tại lượng chiếu tiền lợi đã bị trang web chém gần 7-8 thành, bằng không phóng tới trước kia, ít nhất có thể kiếm cái mấy ngàn khối. Thẩm vọng tình trận mắt khá hốc mồm, thứ này kiếm tiền như vậy sao? Nhớ lúc trước cô vất vả làm thêm tiết kiệm học mấy học kỳ cũng mới tiết kiệm được hơn 1.000 đồng. Bất quá đối với Úc chủ mà nói lượng phát sóng lợi nhuận cũng không phải chủ yếu nhất, quảng cáo thu nhập mới là đại đầu thật giống như minh tinh đồng dạng, ngươi làm video làm tốt sẽ có fan của ngươi, fan càng nhiều vậy sẽ có nhà tài trợ tới tìm ngươi làm sản phẩm quảng bá. Hơn 40 vạn fan hâm mộ như tôi, một quảng cáo cũng có thể có giá từ mấy ngàn đến hơn vạn. Nghe thấy Tô Khởi nói mấy ngàn vạn thu nhập lúc, thẩm vọng tình biểu tình có chút chết lặng, đầu năm nay kiếm tiền dễ dàng như vậy sao? Tiền trong bao tải. Tô Khởi thổi có chút vui vẻ nhất là nhìn thấy bộ dáng ngay ra như phỏng của thẩm vọng tình càng cảm thấy tinh thần sảng khoái tuy rằng nghe qua thu nhập rất cao nhưng tô khởi chính mình vẫn là có chút ac số quảng cáo thu nhập tóm lại là không ổn định có đôi khi một tháng cũng vừa vặn không đến một lần cơm chủ yếu vẫn là dùng yêu phát điện tôi có thể làm công việc này sao thẩm vọng tình có chút động tâm cô cảm thấy nếu mình làm cái này phỏng chừng vài ngày là có thể kiếm được tiền một chiếc điện thoại di động Tô khởi nhất thời nghẹn lời, cậu có thể làm gì? Anh xem cô gái này nhảy dở như vậy mà có nhiều người xem, tôi cũng được. Thẩm vọng tình chỉ chỉ trên màn hình tô khởi vừa mới mở ra một cái vũ đạo khu video, bên trong một vị mặt tơ đen nữ hầu gái trang xinh đẹp đang nhảy cực lạc tịnh thổ. Tô khởi dùng ánh mắt phê phán nhìn một hồi, mặt không chút thay đổi nói. Người ta có mặt có chân. Tôi cũng có. Thẩm vọng tình không phục. Chỉ luận về nhan sắc, Tô Khởi quả thật không thể không thừa nhận, cho dù là mặt mộc thẩm vọng tình cũng có thể bạo sát nữ bộc tơ đen kéo đầy kính lọc nhan sắc trong video. Thế nhưng, Tô Khởi liếc nhìn vùng đất bằng phẳng của thẩm vọng tình. Cô ấy lớn tuổi hơn cậu. Thẩm vọng tình nhất thời không kịp phản ứng, còn tưởng rằng nói là tuổi tác, đầu tiên là ngẩn người. Sau đó nhạy bén bắt được ánh mắt vô tình hay cố ý của Tô Khởi quanh quẩn trên người cô, rất nhanh ý thức được. Lão nương cũng có. Thẩm Vọng Tình thẹn quá hóa giận, ưỡn ngực thật nhỏ. Tô Khởi nháy mắt, cho ngươi một cái biểu tình tự mình ngộ. Thẩm Vọng Tình. Một lát sau, Tô Khởi sờ sờ túi trên đầu, có chút cảm khái. Đầu năm nay lời nói thật không thể nói lung tung a. À. Nhìn thấy Thẩm Vọng Tình có chút trầu rĩ không vui biểu tình, Tô Khởi suy nghĩ một chút. Kỳ thật không phải ta không cho ngươi kiếm tiền mấu chốt là người ở thời đại này không có thân phận là cái hắc hộ, coi như kiếm được tiền cũng không lấy ra được. thẻ ngân hàng, số điện thoại di động, thanh toán di động, ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ trong thời đại này đều cần có chứng minh thư mới có thể hưởng thụ được. cho nên nói cho dù anh mua điện thoại di động cũng chỉ có thể lên mạng hưởng thụ một ít dịch vụ không cần chứng thực tên thật, đại khái cũng mạnh hơn thiêu hỏa côn một chút. không thể dùng của cô sao? thẩm vọng tình biểu môi, luôn cảm thấy thời đại này thật phiền phức. Ách! Cũng không phải không thể, chỉ là... Tô khởi dừng một chút, nhìn nàng một cái, ngươi hiện tại đã ở đây gần cả ngày. Thẩm vọng tình ngẩn người. Ngươi hẳn là ý thức được, có lẽ không bao lâu nữa, suy đoán ngày hôm qua của ta sẽ trở thành sự thật. Ngươi thật sự muốn ở thời đại này tiếp tục sống, thân phận là trốn không thoát. Thẩm vọng tình trầm mặt. Cô biết Tô khởi nói rất có đạo lý. Tô Lý Văn Thẩm Vọng Tình không có động tĩnh, tiếp tục mở miệng nói: "Hơn nữa sau này anh cũng phải kết hôn, sẽ có gia đình mới, anh không có khả năng nuôi em cả đời, dù sao em cũng không phải vợ anh." Thẩm Vọng Tình: "Lời này có ý gì?" Khụ. "Ý của tôi là tôi sẽ giúp anh." Tô khởi ho khan một tiếng, anh ý thức được lời vừa rồi nghe rất dễ hiểu lầm, giải thích tại sao anh lại giúp tôi? Thẩm vọng tình hỏi. Dù sao nếu sau này anh mỗi ngày đều ở lại nhà tôi, vợ tương lai của tôi sẽ đánh tôi. Tô khởi vẻ mặt nghiêm túc nói. Lúc chạng vạn tối, thẩm vọng tình rốt cục trở về. Mặc dù ở tô khởi bên kia đợi cả ngày, nhưng lần nữa sau khi trở về, thẩm vọng tình có chút kinh ngạc phát hiện bên này thời gian mới qua 5 phút đồng hồ. Bạn cùng phòng còn chưa trở về, cơm gà hầm trên bàn mình vẫn còn nóng vừa vặn ở bên kia cơm tối cũng chưa ăn thẩm vọng tình biết mình phỏng chừng không lâu lắm lại phải đi qua vì thế nắm chặt thời gian làm cơm rõ ràng là hôm qua mua cơm tối cách một ngày vẫn ăn rất ngon ăn cơm tối xong thẩm vọng tình bắt đầu khổ não nàng muốn mang chút ít thay quần áo vật đi qua bởi vì lần sau đi bảo thủ phỏng chừng ít nhất phải đợi hai ba ngày cô muốn cất vào trong hành lý nhưng lại cảm giác hành lý quá lớn hẳn là không có biện pháp mang theo bằng không trước kia lúc cô xuyên qua ghế dựa ngồi bạn dùng sợ là cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi những thứ nhỏ nhặt như hamburger tiền bạc dường như không có vấn đề gì hay là thử mặc hết lên người có lẽ là một biện pháp khả thi nửa giờ sau bạn cùng phòng của thẩm vọng tình lục tục trở lại ký túc xá sau đó liền thấy trên giường thẩm vọng tình giống như bọc bánh chưng nằm ở phía trên mọi người hết chương này Chương 10 Hắc hộ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 10 Hắc hộ lan thành trong màn đêm, đèn nê ông lóe lên, đèn đuốc sáng trưng. Chợ đêm trên phố đi bộ thành đông là nơi náo nhiệt nhất trong cả lan thành về đêm. Ở cửa tiệm thịt nướng đã hẹn, tô khởi từ xa đã nhìn thấy một thân ảnh cao cao cường tráng ngồi trước giá nướng vẫy tay với hắn. Nơi này. Nơi này bùi hạo đã sớm chờ ở chỗ này đã sốt ruột không nhịn được nướng lên tô khởi đầu tiên là đi làm chút nước chấm sau đó mới ngồi vào bàn có thể từ chỗ anh cọ được một bữa cơm thật đúng là không dễ dàng bùi hạo gấp vài miếng thịt ba chỉ lên giá nướng thịt xèo xèo bốc lên bóng loáng mùi thơm của nguyên liệu nướng nhất thời lan tràn ra mùi thơm xông vào mũi phanh một tiếng bùi hạo mở một chai bia quơ quơ với tô khởi một chút không tôi uống nước hạnh phúc là được. Tô khởi khoát tay áo, anh không thích mùi rượu. Bùi hạo khinh bỉ nói. Ăn thịt nướng không xứng bia, nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Cuộc đời ngươi chỉ có chút tiền đồ này. Tô khởi lượng hắn một cái. Gần đây em đổi công việc mới. Thế nào? Tô khởi tiên tìm đề tài. Còn có thể thế nào, ta xem như đã hiểu, thiên hạ hắc như quả đen, giống như chúng ta loại này vừa mới tốt nghiệp không có mấy năm sinh viên chính là bị chèn ép mình. Bùi hạo từng tấn từng tấn thổi non nửa chai bia, thoải mái ở một cái, tiếp theo oán giận nói. Lão tử năm đó không nên học cái gì cho má tài vụ, nhiều tiền ít còn không nói, tiêu thụ làm ra sọc trác, ngươi còn phải cổng nồi, nói ngươi tài vụ làm gì đâu. Ta khống chế bà nội ngươi, lúc trước ta báo cáo vấn đề không thấy đám lãnh đạo cho má này lên tiếng đã xảy ra chuyện từng người bắt đầu đổ trách nhiệm cho ta. Cảm nhận được oán khí của bùi hạo, tô khởi cười cười. Mỗi một nghề đều không dễ dàng a. À. trước kia tôi vẫn cho rằng tài vụ đều là người âu phục dày da, ở trong phòng làm việc uống trà, trên tay cầm tờ báo cáo, chỉ điểm giang sơn. Chỉ điểm giang sơn chó má. Thật hâm mộ loại người làm việc ở nhà như anh, không cần bị đám lãnh đạo chó má kia chọc giận. Bùi hạo hung tận cắn miếng thịt, bẹp bẹp nhai tôi khởi nghe xong có chút vui vẻ nghề này của tôi không ổn định a à, không chừng ngày nào đó sẽ không có cơm ăn lúc trước không phải cậu còn khuyên tôi tìm một lớp sao đây không phải là muốn em cũng thể nghiệm cuộc sống hạnh phúc của anh mỗi sáng sớm chưa đến 7 giờ đã bị đồng hồ báo thức đánh thức chen chúc trên xe buýt vất vả đi tới công ty bận rộn một ngày giúp ông chủ kiếm tiền còn phải mang ơn ông chủ sao tôi khởi cười mắng thảm như vậy sao nghe ngươi nói ta cũng đồng tình đến phát khóc thổi bức vô nghĩa trong chốc lát hai người đụng chạm cái chén thịt nướng trong đĩa đã quét sạch hơn phân nữa đúng rồi ba cậu còn đang làm việc ở khoa hộ tịch sau đặt ly xuống tô khởi nhìn bùi hạo một cái làm bộ như không có việc gì thuận miệng hỏi vẫn còn đó nhưng vài năm nữa là về hưu rồi sao vậy tô khởi không biết mở miệng như thế nào suy nghĩ một hồi chậm rãi nói ta không biết ngươi có biết hay không nói cách khác một cái hắc hộ muốn như thế nào vào hộ khẩu A. Lấy đủ loại chứng minh thân phận đi làm. Bùi hạo không ngẩng đầu, lật miếng thịt nướng trước mặt. Vậy nếu không có thì sao? Có giấy khai sinh không? Hay là giấy chứng nhận quan hệ cha con với cha mẹ? Tô khởi lắc đầu. Cái gì cũng không có ngươi làm cái rắm. Bùi hạo không nói gì, gác lại bới móc. Bất quá sau đó ngẫm lại cảm giác không thích hợp, hỏi như thế nào, ngươi có bằng hữu là hát hộ. Ta một cái bằng hữu bà con xa thân thích, thân phận tương đối phức tạp, nhờ ta hỏi một chút. Tô khởi cắn một miếng nướng xong cánh gà, che giấu chột dạ. Ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ chủ động mời khách khẳng định có việc cầu ta. Bùi hạo cười mắng một tiếng, sau đó thấp giọng hỏi, nói xem, phương pháp phức tạp như thế nào. Đã phạm tội. Tô khởi cười ha ha. Vậy thì không có, chính là ví dụ như ví dụ như có một người cô ta biến mất mấy chục năm lại đột nhiên xuất hiện hiện tại cô ta không có hộ tịch làm sao bây giờ vậy cứ dựa theo người mất tích trở về làm đi trước khi cô ấy mất tích luôn có hộ khẩu bùi hạo uống một ngụm rượu nếu chỉ mất tích vậy vẫn rất đơn giản có quy trình quỹ đạo dễ làm có là có chính là ai quên đi nói không rõ ràng lắm tôi khởi gãi gãi đầu mãnh liệt uống một ngụm coca, hắn bỗng nhiên ý thức được chuyện của thẩm vọng tình có chút phức tạp. Nàng không phải vô cùng đơn giản một cái hắc hộ vấn đề, bởi vì không thể bài trừ trên đời này nói không chừng còn có một cái khác thẩm vọng tình loại này thái quá khả năng, không trước giải quyết vấn đề này, đến lúc đó công an đồng chí điều tra. Sao lại có hai người giống nhau? Được rồi, đụng xe rồi. Vậy thì vấn đề lớn rồi. Chỉ sợ toàn bộ thế giới đều chấn động chẳng lẽ cho nàng một thân phận mới nói như vậy độ khó lại quá lớn tô khởi chính là cái người bình thường cũng không giống đô thị trong tiểu thuyết những nhân vật chính kia giống nhau có năng lực thâu thiên hoáng nhật kỳ thật tôi có một chủ ý có thể giải quyết vấn đề hộ khẩu rất đơn giản nhưng tôi xem trên mạng nói có hữu dụng hay không tôi cũng không rõ lắm bùi hạo đột nhiên nhớ tới cái gì chủ ý gì người vào trại tạm giam đều phải có thông tin thân phận nếu anh là hộ đen cơ quan công an muốn nhốt anh vào thì nhất định phải cho anh một thân phận, như vậy sau khi anh nhốt vài ngày sẽ có một bộ thông tin thân phận hoàn chỉnh, nhưng cứ như vậy hồ sơ cá nhân cũng có chút khó coi, dù sao ghi chép duy nhất chính là ghi chép phạm tội. Bùi hạo đè giọng thấp giọng nói. Tô khởi nghe vậy ánh mắt là lạ. Anh đây xem như suối dục phạm tội sao?

không có biện pháp thì thôi cũng không nhất định phải làm Tô khởi khoát tay cũng không thèm để ý Hắn biết rõ loại sự tình này có bao nhiêu phiền toái gấp cũng gấp không được trước mắt chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước Nói đi cũng phải nói lại thật vất vả mới đi ra ngoài một chuyến có thể hay không đừng luôn tán gẫu những chuyện vớ vẩn này. Bùi hạo lúc này mặt đều đỏ lên, cảm giác như là uống nhiều, có chút cấp trên. Vậy nói chuyện gì? Yêu đương sao? Tô khởi nâng ly, chế nhạo nói. Bùi hạo vỗ bàn một cái, tâm tình có chút kích động. Đúng vậy, ngươi thành thật khai báo cho ta, ngày hôm qua phát cho ta mỹ nữ kia rốt cuộc là tình huống gì? Tô khởi nâng tráng, hắn thiếu chút nữa đã quên việc này. Khởi tử ngươi không trượng nghĩa a, à, khi nào phản bội tổ chức, thành thật khai báo. Phản bội cái đầu anh à, hôm đó tùy tiện chụp bóng lưng một cô gái trên đường, anh là đồ ngốc cũng tin." Tô khởi liếc mắt khinh bỉ nói, trong lòng lại có chút chột dạ. "Là như vậy sao?" "Được rồi." Bùi Hạo gãi đầu, suy nghĩ một chút đúng là như vậy, lúc đi dạo phố trên đường mỹ nữ nhiều hơn, hơn nữa ngày đó hắn cũng không phải mặt mũi chính diện. Cuối đầu tiếp tục ăn một hồi bùi hạo đột nhiên ý thức được có phải mình đã bỏ sót tin tức mấu chốt hay không không đúng tối hôm đó chơi game tôi còn nghe thấy nhà anh có tiếng phụ nữ tô khởi cam anh mẹ nó chuyện này không qua được phải không cầu sưu tầm cầu truy đọc hết chương này